Xin chào tất cả các bạn. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đánh giá về dòng nhớt Vanquish Petrol bản full Lisinantis, bản cao cấp nhất nha các bạn, 5W40 ha. Và ngày hôm nay mình sẽ tiến hành xúc động cơ cũng như là thay cái lọc nhớt. Và cái dòng nhớt của ngày hôm nay mình test, mình sử dụng thử, đó là dòng nhớt NoCap 10W40 nha các bạn. Thì ở cái phần bình này thì chắc có lẽ mình sẽ sử dụng thử cảm nhận sau khi sử dụng tầm khoảng 1.500 đến 2.000 cây, rồi mình sẽ có một cái bài đánh giá chia sẻ đến tất cả các bạn về cái dòng sản phẩm này ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái chỉ số odo km ngày hôm nay cho các bạn xem cũng như thay thế. Thì chỉ số ngày hôm nay là 63.383 cây, chứng tỏ là cái dòng nhớt Vanquish này là trong máy mình đã hơn 3.300 km nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình làm đến đâu mình chia sẻ đến tất cả các bạn đến đó. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái lọ này vào để mình xúc động cơ ha. Rồi ok các bạn. Thì đối với cái phần dung dịch này, một số bạn, một số anh em mà đi ít á, thì có thể sử dụng sau là mỗi 10.000 cây. Còn một số bạn, một số anh em nào mà đi nhiều á, thì sau 15.000 cây các bạn xúc một lần ha. Rồi ok, sau khi đổ hết thì các bạn cứ vặn cái kim nhớt lại, các bạn cứ cho nổ máy. Thì ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá lạnh, do đó là xúc cái phần động cơ cũng khá lâu các bạn. Trời lạnh này xúc lâu đó, chắc ngày hôm nay mình cho nổ máy tầm khoảng nửa tiếng hồ luôn, chừng nào nó nóng gian cái máy lên hết mình phải xả nhớt. Rồi chút xíu sau đó thì nữa mình xổ nhớt các bạn. Bây giờ nổ máy, nổ máy lên. Rồi rồi cứ như vậy các bạn cho nó nổ đi. Tại vì video mà chia sẻ cách xúc động cơ á, mình có chia sẻ với các bạn rồi, thì các bạn có thể quay về những cái video clip trước á, các bạn coi cái cách mình xúc ha. Thôi thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình tắt máy tại đây để mình tiến hành mình xúc cho nó nhanh gọn lẹ nha các bạn. Rồi như vậy là do thời tiết khá lạnh nha các bạn, thì ngày hôm nay mình xúc cũng tầm khoảng nửa tiếng hồ á, bây giờ cái máy đã khá nóng lên rồi. Bây giờ tiến hành tắt máy xổ nhớt nha. Rồi bây giờ trả số lần. Rồi tắt máy nha các bạn. Rồi ok, rồi quan sát của mình nha, chút xíu mình sẽ đo lường thể tích, mình khấu trừ lại cái phần dung dịch xúc giữa động cơ nha các bạn. Quá cứng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái màu nhớt coi nó như thế nào. Rồi màu nhớt bản full Lisinantis nè các bạn. Đây xúc động cơ xong, bây giờ cái màu cũng còn ngã vàng, coi như còn khá ok ha, do ngày hôm nay mình xúc nữa. Bây giờ kiểm tra cái độ nhờn nó trước coi nó như thế nào. Rồi ok, chính xác luôn. Độ nhờn đến thời điểm hiện tại còn tầm khoảng 75 đến 80% nha các bạn. Trà cũng khá lâu và nó có sạm sạm hơn các bạn. Rồi để cho chảy tự nhiên đi xíu, gió quá gió các bạn ạ. Chút xíu xả cái phần lọc luôn. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ vặn cái con ốc nhớt hờ lại để qua bên kia sổ cái phần lọc nhớt nha các bạn. Rồi sau khi sổ lọc nhớt xong cũng như là thay cái lọc nhớt, rồi mình tiến hành mình vặn ra mình xả tiếp tục. Rồi ok, chạy cái mâm quanh kia. Rồi mở lọc nhớt luôn nha các bạn. Đó các bạn mở giống như mình vậy đó, mở hai cái con dưới trước cho nó chảy đi. Khi nào mà nó chảy hết thì các bạn mở trên lấy nắp ra luôn. Như vậy nó sẽ đỡ dơ hơn nha các bạn.
Rồi bây giờ rút cái lọc ra. Cái lọc này lúc trước mình phải xin lại là sử dụng rồi các bạn, lọc zin á. Thì ngày hôm nay sẽ có cái vấn đề chia sẻ đến tất cả các bạn nữa về cái lọc nhớt nữa. Rồi bỏ luôn các bạn, không có cái đèn. Nè, quá đèn. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ quay cái phần lọc nhớt của ngày hôm nay mình thay thế cho các bạn xem, cũng như là chia sẻ đến tất cả các bạn, tất cả anh em, để anh em có thể giúp một cái khoản tiết kiệm chi phí. Thì ở trên tay mình đây là cái lọc nhớt của Indo ha. Thì trên đây nó ghi Indo thì mình kêu Indo đi các bạn, nhưng thực chất nó là cái lọc nhớt. Nói thật luôn, đây là cái lọc nhớt là thuộc cái dạng mà nhái thôi các bạn, nhưng mà cái thuộc cái dạng hạng A nha các bạn, loại tốt. Thì bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem, cũng như quay bao bì nè, đây ha. Nhìn nó đẹp lắm các bạn, nhưng mà thật chắc sử dụng tạm ổn thôi, tạm được thôi. Đây, bên trong đây phần mũ nè, bọc nè. Rồi quay cho các bạn xem cái lọc đó nè. Đó, thì trên màn ảnh các bạn thấy cái lọc này nói về cái độ mà ship giấy ha, cũng như là khoảng cách với nhau, cũng như màu giấy. Thật sự nó còn đẹp hơn cái lọc zin mình đang sử dụng, nhưng cái chất lượng nó không bằng cái lọc zin. Vì bên ngoài á nó nhìn rất đẹp, nhưng mà bên trong cái giấy nó của nó rất là mỏng, nó không dày như là cái lọc nhớt zin. Thì ngày hôm nay mình sử dụng cái lọc này á các bạn, dùng trong cái mục đích để là giúp cái khoản tiết kiệm cho các bạn. Tại vì cái lọc này trên thị trường mà bán tầm khoảng dao động 30-40, 40-50 ha. Nó rẻ hơn cái lọc zin gấp đôi nha các bạn. Cái lọc zin là mắc gấp đôi cái lọc này. Đây, thì các bạn có thể mà giúp khoản tiết kiệm á, thì sau khi xúc rửa động cơ á, các bạn thay cái lọc này đi. Các bạn sử dụng một lần hoặc hai lần thì các bạn bỏ cái lọc này để các bạn thay lọc zin. Vì cái lọc zin nó khá là chất lượng, sử dụng là khá lâu. Thì đối với cái phần xúc rửa động cơ á, sau khi các bạn xúc xong thì hiển nhiên cái phần mà chất xúc bên trong còn một tí đó các bạn, hiển nhiên là nó sẽ, các bạn sẽ thay nhớt sớm nè, cũng như thay lọc nhớt sớm. Thì do đó các bạn sử dụng cái lọc nhớt này đi, sử dụng một hai bình nhớt rồi sau đó các bạn đổi lại sử dụng cái lọc nhớt zin, như vậy nó sẽ giúp được cái khoản chi phí tiết kiệm cho các bạn. Lọc này được nha các bạn, thì mình sử dụng cùng các bạn. Thì một số bạn, một số anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ đến mình luôn ha. Mình hiện giờ và mình cung cấp cái lọc nhớt này để cho một số bạn, một số anh em xúc rửa động cơ xong thay thế một lần với hai, hoặc là bỏ. Và kể cả lọc nhớt zin thì lúc trước tới bây giờ mình vẫn là cung cấp lọc nhớt zin nha các bạn. Nhưng lần này mình lấy cái hàng này về để mình cung cấp cho các bạn sử dụng trong việc xúc rửa động cơ thay ha. Rồi ok. Rồi, tiến hành đưa cái lọc vô các bạn, thay cái lọc ha. Rồi ok. Ập cái nắp này vô là các bạn biết liền. Nó không bá đâu là đâu hết chứ. Lúc trước mình cũng có chia sẻ vụ lọc nhất điểu này rồi các bạn. Không không, cái phần lọc nhớt này nha các bạn, nó lắp nó cũng có cái độ cộm giống như cái lọc nhớt zin nha, nhưng mà nó cộm nhẹ thôi chứ nó không cộm dày gì cho mấy. Thì cái tương đối cái lọc này sử dụng khá ok ha, để giúp cái khoản chi phí tiết kiệm cho các bạn nè. Mình lúc nào mình cũng muốn mình là người trải nghiệm đầu tiên tốt thì mình sẽ cùng các bạn sử dụng, còn nó không tốt thì hiển nhiên mình không lấy hàng vậy các bạn. Đối với mình là phương châm là chất lượng là hàng đầu. Rồi ok. Thì chắc có lẽ là mình sẽ sử dụng một lần thôi các bạn, để đến cái lần sau á, cái phần mà mình test cái thằng nhớt câu cáp nè, rồi mình sổ ra cho các bạn xem luôn để mình coi nó như thế nào. Cũng có độ cộm, yên tâm. Tại vì nếu mà nó có cái độ cộm các bạn thì hiển nhiên nó giữ cái lọc nhớt của mình giữ đứng yên một chỗ thì nó sẽ lọc tốt hơn. Còn nếu mà các bạn đưa cái lọc vô mà vặn cái nắp chụp của mình vô không có một miếng nào cảm giác thì hiển nhiên nó không giữ được cái lọc. Cái lọc nó còn quay bên trong rồi. Rồi ok, bắt đầu ốm này. Rồi các bạn quăng vừa chặt á là nó không sự nhớ, các bạn yên tâm, cứ ốm đều đều thấy chừng nào cái cảm giác cái tay mình vừa chặt là ok.
Rồi, như vậy là khá chắc chắn rồi đó. Rồi, vẫn như thường lệ các bạn, thay lọc thì mình cứ quất là 880 ha. Bây giờ lắc lên. Thì một số bạn, một số anh em mà chưa biết về cái dòng nhớt này thì các bạn có thể quay về cái clip mà mình thay cho chiếc xe Full Channel GT nhà mình đó. Các bạn xem tham khảo ha, về sức sướng nguồn gốc kia mình cũng đã nói rồi. Rồi, ok. Rồi bạn ra. Siêu. Siêu này dày hơn cái bình quân qua bách sòn nha các bạn, khá là dày. Rồi, ok. Tiến hành lắc, đổ ra. Cái màu tương đối cũng khá là đẹp nha. Lần này mình trải nghiệm thử coi, coi như thế nào. Có hơn được Wonder Bestsoul 10W40 của mình đang cung cấp cho các bạn hay là không nha. Xem có thăm coi như thế nào nha. Rồi. Rồi, 880 nha các bạn. Phần còn lại đóng nắp lại. Rồi bây giờ tiến hành châm nhớt xong xuôi đi, mình sẽ làm một cái bài đánh giá về dòng sản phẩm này sau khi sử dụng để chia sẻ các bạn. Đây các bạn, thì sẵn đây chia sẻ với các bạn ha, mình ở đây mình không có quảng bá hay là các thứ các kiểu cho cái dòng nhớt NoCap này nha các bạn. Thì cái dòng nhớt NoCap này nói thật với các bạn luôn là ông anh bên kinh doanh nhớt ông gửi cho mình xài thử, thì khi mình xài thử cảm nhận có như thế nào thì mình đánh giá như thế đấy, chứ mình không có nhận quảng bá ekip cho cái dòng nhớt này nha các bạn. Có sao mình nói vậy thôi. Thì hiện tại thì mình chỉ là trung thành duy nhất đối với một cái dòng nhớt, đó là Wonder Bestsoul dành cho xe số xe đại ga, cũng như mình đang cung cấp cho các bạn. Tại vì cái dòng nhớt này mới có trên thị trường thôi các bạn, với lại cái giá của nó cũng khá là cay, cái giá nó trên 200 nè. Rồi, ok, bây giờ nổ máy thử xem như thế nào. Rồi, một phát một ăn ngay, coi như ổn. Rồi bây giờ xin mời các bạn quan sát cái phần nhớt thải ha, đo lại. Thì nhớ lát khấu trừ ra cái phần lọ xúc nha các bạn. Đổ nhẹ nhẹ coi, nãy giờ cũng lâu coi có lóng cặn lóng gì không. Tại vì hôm nay mình xúc ha. Rồi. Rồi xem như thế nào thể tích. Về phần cặn cũng như là mạt thì ở trên khay ha, thì không phát hiện ra là cặn hay là mạt này kia nha các bạn, vẫn còn sạch. Nhưng mà cái độ bẩn của nhớt hầu như là cũng rất là nhiều ha, nhớt đã cũng bẩn nhiều các bạn, tức là nó đen á. Rồi thì bây giờ cho các bạn xem cái phần thể tích sau khi sử dụng 3.300 cây ha. Đây, ở trên góc ảnh này còn chính xác lại là 850, 850, 860 nha các bạn. Đây. Rồi như vậy mình sẽ khấu trừ ra cái phần lọ xúc rửa động cơ là 60ml, coi như là sau khi sử dụng dòng nhớt này còn 810ml nha các bạn. Thì ở cái lúc trước mình thay thế khoảng 880. Như vậy sau một thời gian sử dụng 3.300 cây, độ hụt nhớt tương đối nằm trong điều kiện cho phép, đó là không quá 100ml. Như vậy là nói về cái chất lượng cũng như là độ hụt nhớt còn ok. Độ nhờn thì đã có giảm đi còn 75-80%. Rồi bây giờ sau đây đến cái phần mình chia sẻ cảm nhận của mình gửi đến tất cả các bạn. Rồi như vậy bây giờ tắt máy các bạn. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ đi vào cái phần trọng tâm của video ngày hôm nay, đó là về cái việc đánh giá cũng như là cảm nhận. Thì bây giờ mình chỉ nói đôi phần về cảm nhận thôi các bạn. Thì đối với cái dòng mà Wonder Bestsoul bản cao cấp nhất Polycinetic này, thì ở thời gian trước là mình đã từng sử dụng hết một bình rồi các bạn. Tại vì ở thời gian đó là thời gian xe mình nó còn máy nó còn mới các bạn, chi tiết nó còn khít, do đó là nó chạy không có phơi và không có phiêu. Và sau một thời gian đến nay thì xe mình 60 mấy ngàn rồi, mình cứ nghĩ là xe mình cái chi tiết máy nó sẽ bị rơ, do đó là mình sử dụng lại cái dòng này thử để chia sẻ cảm nhận đến tất cả các bạn.
Thì đến ngày hôm nay sau khi mà mình đã sử dụng sau 3.300 cây với các bạn, thì nó cho mình những cái cảm nhận như thế này các bạn. Thì thực chất mà nói đối với cái dòng này á, mình khẳng định với các bạn luôn, nó không có phù hợp với một số dòng xe có dung tích xi lanh máy từ 125 phân khối trở xuống nha các bạn. Dòng này mình khẳng định là nó chỉ phù hợp đối với một số bạn, một số anh em mà gọi là giống biker á, chạy mà xe mà tầm có dung tích xi lanh từ 150 phân khối trở lên đó các bạn, và này nhiều quá thì có lẽ là sẽ mang lại cho các bạn cái cảm nhận nó tốt hơn ha. Tại vì đối với cái dòng nhớt này các bạn cũng biết rồi, cái dầu gốc nhớt của nó đến cái dầu gốc 5 rồi các bạn, nó có gốc ít te rồi, do đó cái màn sánh nhớt nó rất là dày cũng như là rất là nặng. Thì đối với cái việc mình cảm nhận mình sử dụng á, thật sự mà nói các bạn là cái ông này, nếu mà một số bạn, một số anh em muốn cảm nhận thật, muốn biết cảm nhận á, thì các bạn mà đổ cái bình này vào á, trong tầm mà 1.500 km đầu các bạn sử dụng á, thật sự các bạn rất là chán đó. Cái thứ nhất nó chán về cái việc mà nó rất là nặng máy, nó khởi động khó khởi động hơn các bạn. Hổm giờ là trời lạnh là khó khởi động lắm, khó khởi động là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó chạy rất là nặng máy, mát máy thì coi như là ok các bạn, rất là mát máy ha, nhưng mà có cái nặng máy lắm. Và ở trong cái thời điểm 1.500 km đầu á, các bạn chạy nó thiệt, nếu mà các bạn nào mà khó tính á, chắc hẳn là các bạn sổ bỏ luôn chứ không bây giờ các bạn chạy nữa giống như mình. Tại vì nó mang lại cái cảm giác ban đầu, khởi động thì khó, máy thì chạy nó hơi nặng, và nó có cảm giác nó ì luôn các bạn, nó chạy không có bốc. Và cái việc mà vào số trong cái thời gian mà 1.500 km đầu nó vô khó chịu lắm các bạn. Số im, số mượt, số vô nó bị khựng, bị khượt. Và ngay cả là số nó vào cái kiểu nó không có im gì cho máy các bạn. Ngoại trừ khi nào mà các bạn mà chạy, khi nào mà cái máy nó nóng lên á, thì lúc đó cái số nó sẽ vào nó nhẹ lại và nó mượt lại, nó im lại. Còn thời điểm mà ban đầu mà cái máy của các bạn á, chưa có nóng lên á, cái độ loãng nhớt nó chưa có, thì lúc này vô số nó rất là khó khăn các bạn. Thật sự là mình khó chịu với ông này là từ cái mốc đầu mà từ khi mà đổ vào mà sử dụng đến 1.500 cây nha các bạn. Thì đến cái cột mốc mà cho các bạn được cái sự cảm nhận mà đã nhất, sướng nhất của ông này á, thì khi mà sau tầm khoảng 1.500 cây đến độ 3.000 km, tức là 1.500 về sau á, các bạn chạy rất là đã, rất là sướng. Thì lúc đó từ cái cột mốc 1.500 đó đổ về sau đến 3.000 cây các bạn, các bạn chạy giống cảm nhận y chang như dòng Wonder Petrol của mình đang cung cấp cho các bạn luôn. Nó chạy đã lắm, nó mượt lắm và nó phơi lắm. Thì đến cái ngày hôm nay là mình sử dụng 300 cây nữa, thì lúc này mình phát hiện là ông này ổng đã có dấu hiệu là ổng xuống cái cấp chất lượng nhớt rồi. Cái tính bôi trơn của ổng hầu như là có đôi phần giảm, do đó là chạy nó hơi nóng máy lại một tí ha. Đó là cái phần cảm nhận của mình các bạn. Thì nói về cái việc mà vận hành của mình đi, thì thông thường các bạn cũng biết rồi, thời gian gần đây là mình đi là một ngày ít nhất là 60 km ha, một ngày ít nhất là 60 nha các bạn, bình quân là tương đối là dao động 60 đến 100 km hàng ngày á. Thì giải tốc độ mình đi, mình cũng đi cũng thoải mái, vi vu lắm các bạn, 50-60, có khi đường trống trống thì mình kéo thông máy liên tục 80-90% này kia để cho cái máy mình hoạt động tính nó ổn định ok hơn ha. Đó thì còn nói về cái phần mà tổng quy chung về sử dụng thằng này, thì các bạn cũng biết là cái dòng này là cái dòng cao cấp rồi các bạn, và nó có cái giá trị là trên dưới 400.000, nó mắc gấp đôi cái bình Wonder Petrol, nhưng mà cho về cái cảm nhận cũng như độ ổn định thì nó không khác gì, không hơn gì dòng Wonder Petrol đâu các bạn. Bản 10W40 á, bản mình đang cung cấp với các bạn á, nó chỉ phần là so với Wonder Petrol á, nó chỉ là 9-10 nhau. Thì như vậy đối với một số bạn, một số anh em người tiêu dùng thông minh thì chắc chắn không bao giờ chọn dòng sản phẩm này, và kể cả mình luôn, mình cũng không lấy cái dòng sản phẩm này về để kinh doanh đâu các bạn. Cái thứ nhất nó đắt đỏ, cái thứ hai cái hiệu quả nó mang lại cho những dòng xe nhỏ nha các bạn, cho những dòng xe nhỏ thì nó thật sự nó không mang lại cái điều mà mình như mong muốn, tức là nó không tối ưu gì cho máy. Do đó là một số bạn, một số anh em mà có điều kiện á, thì các bạn cứ mua cảm nhận thử thôi để cho mình biết trải nghiệm thôi, còn nếu mà sử dụng lâu dài thì dòng này mình đã loại bỏ ha, mình không sử dụng cho dòng xe phổ thông được.
nó là một dòng đẳng cấp tốt nha các bạn, nhưng mà mình xác định với các bạn nó không phù hợp. Ha, nó không phù hợp. Tại vì nếu các bạn sử dụng cái bình này mà nó đi tầm lanh quanh 4.000 cây đi các bạn, thì cái hai cái bình nó bằng hai bình Wonder Petrol. Như vậy các bạn lấy hai bình Wonder Petrol các bạn chạy 5.000 cây là vivu. Mà trong khi đó nó mang lại cái hiệu quả về cái tính ổn định, tính mát máy, tính vào số, mượn in này kia các thứ các kiểu, thì mình khẳng định, ngay cả mình nói thật với các bạn luôn, dòng này chạy thua còn thua cái dòng Wonder Petrol mình đang cung cấp với các bạn nữa. Ít gì nó cũng phải cho các bạn cảm giác sướng ngay từ ban đầu. Nhưng mà cái này đằng này là ban đầu nó không cho bạn cảm giác sướng. Khi nào sử dụng cầm tầm mà nó sẽ nó xuống cái màn nhớ một tí thì các bạn mới chạy nó mới phiêu. Thì như vậy mình thấy thật sự mà nói là loại trừ luôn các bạn. Không phải nó không tốt ha. Không phải là nó không tốt, nhưng mà nó không phù hợp, xác định với các bạn nó không phù hợp. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Còn về độ tiêu hao nhiên liệu thì thật sự luôn vẫn là tốn xăng hơn các bạn. Cái thằng Wonder Petrol mình đi á, thông thường á thì xe mình tùy theo lúc, tùy theo thời tiết thì có khi đạt lên quanh là 75 can lít, 70 can lít. Thì khi mà sử dụng ông này không khi nào mà qua được cái ngưỡng cửa 75 cây. Tức là mình chạy với nhiều cái giải tốc độ và chạy hàng ngày nhiều cái cách khác nhau để mình cho ra cái độ tiêu hao nhiên liệu, thì ông này không có vượt nổi ngưỡng cửa 70 các bạn. Nó quanh 70, có khi 68, 69 can lít, 70 và chứ không lên 75 nữa. Còn Wonder Petrol lúc mình sử dụng là nó cứ đều đều, nếu đi ra đều ổn định là 75 cây lít, 75 cây lít đều chăng luôn, mà nó cho sướng hơn. À thôi thì nói chắc có lẽ là mình không phải là phỉ bán hay là cái này không tốt. Mình xác định cuối cùng với các bạn cái dòng này nó không có hợp với dòng xe anh em mình phổ thông mình sử dụng. Nếu như anh em mà sử dụng từ những cái dòng mà 150 phân khối như là Winner, Exciter này kia mà đi nhiều á thì các bạn có thể trải nghiệm dòng này được. Thì mà còn một số anh em xài phổ thông giống như mình Sirius hay là những dòng xe Honda Future quay này kia thì thôi, tốt nhất loại bỏ ông này đi các bạn. Vì cái thứ nhất cái giá đắt đỏ. Cái thứ hai nữa là cái cảm nhận nó cũng không có phê gì cho mấy. Do đó là loại trừ luôn nha các bạn. Rồi ok. Thì chắc có lẽ đây là những cái mà mình đánh giá cũng như cảm nhận sau khi sử dụng để chia sẻ các bạn. Còn sau khi mà các bạn xem hết cái video của mình mà các bạn thấy cách trình bày của mình có gì nó thiếu sót thì các bạn bình luận dưới dòng video ha, để mình cùng nhau trao đổi tiếp tục về cái dòng sản phẩm này ha. Thì cuối lời là rất mong được sự đồng hành cũng như ủng hộ của các bạn về cái việc mà mình đang kinh doanh dòng nhất Wonder Petrol bản kia nha các bạn, không phải là cái bản cao cấp này ha. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ đến mình qua số điện thoại là 0868093309 và các bạn Zalo với mình nha các bạn. Thì mình chỉ sử dụng cái dòng Wonder Petrol dòng kia thôi, dòng 10W40 cho xe số và dòng 10W30 cho xe tay ga và một số cái sản phẩm phụ gia như là dung dịch vệ sinh bồn đốt nè, dung dịch súc rửa động cơ nè. Và ngay cả nhắc lại luôn nha các bạn, nếu một số anh em là khách hàng nhớt bên mình thì mình sẵn lòng mua dùm hộ một số phụ tùng linh kiện mà anh em cần, nếu trong tầm tay mình có thể phục vụ cho anh em thì mình sẵn lòng phục vụ mua dùm các bạn ha. Thì đó là cái những vấn đề mình cần chia sẻ đến tất cả các bạn, tất cả anh em trong video ngày hôm nay. Thì cuối lời xin chúc cho tất cả các bạn một ngày an lành, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye các bạn ha.